Em chào bác. Đây là cái cây kiều vuông, hoa trắng tuyền, trụ phấn vàng. Nếu là một cái cây kiều vuông bình thường á, thì nó sẽ là 5 cánh trắng, môi hoa vàng. Cái này các bác có thể xem lại cái video ở trên kênh Thiên Đàng Ngàn Hoa, em có làm video ở kênh này rồi. Cây này thì thân lá thì nó cũng không có gì đặc trưng nhiều các bạn. Trong thủy tiên, cây này thì thân lá nó không khác gì nhiều so với cây thất vương trắng hoặc vàng cả. Các bạn, như cây này thì nó có thể gọi là một cây sáu cánh hoặc là cái cây trắng cũng được. Có nghĩa là gọi là kiều trắng hoặc là kiều sáu cánh. Sáu cánh trắng. Các bạn, tại vì là cái bông này thì nếu mà mình nhìn bông nó tròn, nó như sáu cánh, như một bông hoa sáu cánh và cái trụ phấn nó màu vàng các bác. Còn bình thường nó môi hoa nó màu vàng mà, thì năm cánh trắng một họng vàng. Còn cái này thì môi hoa nó trắng. Cái môi hoa của nó thì thực ra thì nó cũng đặc biệt. Nếu mà như em thấy đây thì là nó cũng là một đặc biệt, chứ nó không như cái cánh hoa nó đâu á. Môi hoa nó có phần là to và nó có lông, nó có giống một cái môi chứ nó không phải là giống cái cánh các bác. Thế nên gọi là sáu cánh thì nó cũng chưa hợp lý lắm. Thôi thì mình gọi là cái cây kiều trắng thôi. Gọi là cái kiều trắng hoặc là cái thủy tiên trắng. Kiều và thủy tiên trắng. Thủy tiên thân vuông trắng các bạn. Cái này thì nó ra hoa vào dịp đầu xuân. Và nó cũng là cây dễ trồng. Dễ trồng và rất là dễ sinh hoa. Chùm hoa này của nhà em là những cái chùm hoa cuối. Chứ nó nở dạo trước. Nhưng mà dạo đấy thì em lại đang làm địa lan nhiều hơn nên là không lan không để ý mấy. Nhưng mà như cây này thì cần hoa cuối, cần hoa nó nhỏ. Chứ còn bình thường cần hoa nó gấp đôi này. Nó khoảng tầm 15 bông thôi. Như cái này nó khoảng tầm 7-8 bông. 8 bông. Nó ít bông các bạn. Nhưng mà một chùm hoa to nó sẽ khoảng tầm 15 bông bình quân. Nó có thể là nhiều hơn hoặc ít hơn. Ít hơn thì do mình nuôi cây nó bé thì nó ít hơn. Còn nếu mà nó to hơn là do mình nuôi khỏe. Mình nuôi khỏe thì nó nhiều bông hơn các bạn. Thực ra là cái bông kiểu trắng này nó rất là to. Bông nó to như cái chén. To đường kính bông khoảng tầm 3-5 cm. Các bạn rất là to nên trông nó cũng rất là đẹp. Và ra từng chùm mình cứ chơi chậu khoảng tầm 5-7 thân, chục thân thì là nó sẽ có vài chùm hoa ấy, thì nó sẽ rất là đẹp và nó nở rất là rực rỡ các bạn. Cái loại này thì nó cũng hơi nhanh tàn một chút, nó rơi khoảng tầm 5 ngày đến 7 ngày là tàn rồi các bạn. Nếu như mình không tưới nước thì nó bền hơn chút, còn nếu mà mình tưới nước mà dính vào hoa ấy, thì nó tàn nhanh hơn, tại vì màu trắng bao giờ nó cũng nhanh xuống màu hơn là so với những cái màu khác, hơn so với màu tím là bền màu hơn các bạn. Thì các bác có cần tư vấn về cách trồng cây chăm thì các bác cứ liên hệ số điện thoại nhé. Thì xong thì em sẽ trả lời sẽ các bạn sẽ trả lời tin nhắn ở trên Zalo các bác. Zalo hoặc tin nhắn bình thường đều được các bạn. Thì cần tư vấn thì các bác cứ nhắn cho em cảm ơn tất cả các bác. Em chào các bác.